Vì lý do này, huấn luyện viên từng dự World Cup sợ gặp Việt Nam hơn cả đội tuyển số 1 châu Á. Thưa quý vị và các bạn, thuyền trưởng Sreko Katanec của Iraq cho rằng đội nhà sẽ gặp khó khi chạm trán với đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Tối ngày 29 tháng 12, đội tuyển Iraq tiếp tục duy trì phong độ cao bằng chiến thắng 1-0 trước Palestine trong trận giao hữu cuối trước thềm Asian Cup 2019. Như vậy, đội bóng đến từ Tây Á chỉ thua một trong 9 trận gần nhất và từng cầm hòa cả Bolivia hồi tháng trước. Bất chấp màn trình diễn đáng khen ngợi của đội nhà, huấn luyện viên Sreko Katanec vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng trước thềm cúp bóng đá châu Á 2019. Thời còn chơi bóng, ông Katanec rất nổi tiếng vì từng tham dự cả World Cup lẫn Euro cùng đội tuyển Nam Tư. Vì thế, vị chiến lược gia 55 tuổi hiểu rằng chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến nhà vô địch năm 2007 phải trả giá. Không có trận đấu nào dễ dàng cả, bởi vì trong một ngày đen đủi bạn hoàn toàn có thể nếm trái đắng trước một đối thủ được cho là cửa dưới. Tôi tôn trọng tất cả các đội tuyển ở giải, ông Katanec cho hay. Thậm chí theo thuyền trưởng người Slovenia, ông còn e ngại đội tuyển Việt Nam hơn cả đội bóng đang có thứ hạng FIFA cao nhất châu Á là Iran. Với tư cách một nhà cầm quân, tôi thấy rằng gặp Việt Nam còn khó hơn cả Iran. Họ tới để khẳng định và sẽ chiến đấu hết mình nhằm chứng minh bản thân xứng đáng với giải đấu. Hiện tại, giống như đội tuyển Việt Nam, Iraq đang có chuyến tập huấn tại Qatar, ghi nhận cho thấy tâm lý các cầu thủ Tây Á đang rất thoải mái và sẵn sàng cho giải đấu đẳng cấp nhất châu Á sẽ diễn ra vào tháng sau. Có lẽ tôi không nói về khả năng vô địch bởi vấn đề này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng toàn đội đang rất tự tin và lạc quan. Ở Qatar, điều kiện vật chất rất tốt, chúng tôi không gặp phải bất kỳ ca chấn thương nào, ông kết luận. Ở Asian Cup 2019, đội tuyển Iraq nằm tại bảng D cùng Việt Nam, Iran và Yemen. Vào 20:30 ngày 8 tháng 1, đội tuyển Iraq sẽ gặp Việt Nam ở trận lượt mở màn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.